nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đồ chơi mới, một cái dụng cụ cứu hộ bằng hơi, nhãn hiệu là Boot Ranger X-Zack. Nó được sử dụng bằng hai cách. Có thể sử dụng từ khí từ ống xả của bô hoặc là van từ bơm hơi. Cái dụng cụ cứu hộ này có thể giúp cho chúng ta vượt địa hình khi xe bị dính lầy ở địa hình cát hoặc sình. Thì cái bộ Boot Ranger này nó sẽ giúp cho cái xe chúng ta nâng 4 cái lớp mà trước hoặc sau, để khi mà xe chúng ta bị lầy thì có thể nâng bánh lên, lót miếng mắt chắc hoặc là san bằng cái vị trí ở phía dưới bánh xe để cho cái xe nâng cao lên, có thể vượt được cái địa hình cát hoặc sình. Cái thao tác sử dụng rất đơn giản, khi mà bơm lên hoặc là xả xuống với một động tác cực kỳ đơn giản. Và sau đây là khi chúng tôi xả ra. Cực kỳ đơn giản và nhẹ nhàng. Xếp gọn lại. Dụng cụ đi kèm thì bao gồm một đôi găng tay chống nóng và một cái bộ vá nếu như không may bị lủng. Cực kỳ nhỏ gọn và tiện lợi.